Nhận được tin buồn, Trung tá không quân Nguyễn Thị Hạnh Nhơn, pháp danh Thân Từ, nguyên sĩ quan nữ quân nhân quân lực Việt Nam Cộng Hòa và Không quân Việt Nam, đệ ngũ đảng Bảo Quốc Quân chương Việt Nam Cộng Hòa, hội trưởng Hội HO Cứu trợ Thương phế binh Quả phụ Việt Nam Cộng Hòa, quân chương Bắc Đổ Bội Tinh và Bách hợp của phong trào Hướng đạo Việt Nam, đã mãn phần ngày 18 tháng 4 năm 2017 tại California, Hoa Kỳ, hưởng đại thọ 90 tuổi. Chương trình tang lễ thứ năm 27 tháng 4 năm 2017 từ 8 giờ đến 10 giờ sáng, lễ nhập quan, phát tang và lễ cầu siêu. 10 giờ sáng đến 8 giờ tối thăm viếng. Thứ sáu 28 tháng 4 2017 từ 10 giờ sáng đến 12 giờ trưa thăm viếng. Từ 12 giờ trưa đến 3 giờ chiều tưởng niệm. Chương trình chi tiết sẽ loan báo sau. Từ 3 giờ trưa đến 8 giờ tối thăm viếng. Thứ bảy 29 tháng 4 2017 từ 10 giờ đến 11 giờ sáng thăm viếng. 11 giờ sáng đến 1 giờ trưa pháp giảng và lễ cầu siêu. 1 giờ trưa đến 1 giờ 15 phút trưa lời cảm tạ tri ân của gia đình. 1 giờ 15 phút trưa đến 2 giờ trưa lễ di quan quả thiêu. Theo ý nguyện của người đã khuất tăng gia xin miễn nhận tràng hoa, tất cả tiền phúc điếu xin dành cho các thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa qua hội HO Cứu trợ phế binh Quả phụ Việt Nam Cộng Hòa. Đài Truyền hình Việt Nam dù qua tình đốn, xin thành kính phân ưu cùng tăng quyến. Nguyện cầu hương linh bà Thân Từ Nguyễn Thị Hạnh Nhơn sớm siêu sinh tịnh độ nơi miền cực lạc. Toàn thể anh chị em Đài Truyền hình Việt Nam dù qua tình đốn, đồng kính bái.